Ngày 15 tháng 10, nhiều tuyến đường ở thành phố Huế như Hùng Vương, Trường Chinh, Nguyễn Huệ bị chìm trong nước lũ. Nước dâng cao khiến nhiều ngã đường bị chia cắt, có nơi thấp trũng ngập hơn 0,8 mét. Lũ bủa vây khiến xe cộ không thể chạy được. Thay vào đó, ghe xuồng trở thành phương tiện di chuyển chủ yếu của nhiều người dân xứ Huế. Nhiều người dân ở thành phố Huế đã lội lũ giữa phố để dọn dần nhà cửa và đi mua thêm đồ ăn thức uống. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nước trên sông Hương, sông Bồ đang ở mức trên báo động 3, gây ngập lụt diện rộng. Nước lũ ở khu vực các đô thị ở Huế đang có xu hướng giảm do thủy triều ở biển hạ xuống, tăng tốc độ rút nước từ các sông ra biển.